Tiếp tục nữa nha anh em ơi, tiếp tục Tâm sẽ lên con Captiva đời 2008, góc số là thành phố Hồ Chí Minh. Xe này là bản đủ nha anh em nha. Bản đủ thì nó có gương chỉnh điện và gập điện kết hợp xi nhan trên gương, số tự động màu đỏ, góc số thành phố Hồ Chí Minh. Xe thì khá đẹp nha anh chị em nha. Máy thì im ru, tướng mạo thì sạch sẽ, đồ đạc thì liền lạc, vỏ dép thì cũng còn tốt, đăng kiểm thì còn tới năm 2022. Thân vỏ đẹp keng, không lỗi nha anh chị em nha. Nhìn nó đồ sộ, nó hầm hố, nó hoành tráng nhưng mà nó không có lỗi nha. Mâm vỏ rất là đẹp, 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh điện và gập điện, số tự động nha. Số tự động thì nó rất là dễ chạy ha. Xe này thì bình thường thì nó hơi hao xăng một chút, thì tương đương với khoảng 10-11 lít nha quý anh chị nha. Nếu mà ai đã từng sử dụng con Captiva này rồi thì biết ha. Nhưng mà nếu mà nói nhiều hơn nữa thì cũng không đúng đâu. Tại vì Tâm bán xe này rất là nhiều. Tháng vừa rồi Tâm bán khoảng 10 mấy chiếc Captiva tháng trước á. Nói chung tháng nào Tâm khoảng bán từ 5-7 con. Có tháng Tâm bán cả chục con Captiva luôn. Nên Tâm biết cái lượng khách hàng mà mua cái dòng sản phẩm này cũng rất là nhiều. Nhưng mà chưa có nghe ai phàn nàn về vấn đề hao xăng hết. Nó chạy thì rất là đầm và chắc, êm, nhẹ. Thương hiệu Mỹ mà, Chevrolet là của Mỹ. Màu đỏ, năm sản xuất 2008. Xe này thì bên Tâm bán cho quý anh chị và các bạn là 245 triệu. 245 triệu cho con Captiva đời 2008, số tự động, màu đỏ rất là đẹp ha. Máy móc thì ngon lành, nội thất thì sạch sẽ, đồ chơi thì cơ bản đã có đủ hết rồi. Quý anh chị và các bạn chỉ cần mua con xe này về, đổ xăng là chạy thôi, không cần phải làm bất cứ một cái thứ gì nữa hết. 4 thắng đĩa ABS luôn, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện. Mâm rất là đẹp nha quý anh chị nha. Vỏ dép cũng còn kha khá chứ không có phải quá tệ ha. Vỏ cũng còn khoảng 7-80. Nói tóm lại là con xe này mua về là không có tốn tiền tốn bạc gì nữa hết. Đó, đèn bi mắt ngọc, thân vỏ thì rất là đẹp, đèn gầm, đèn riết gì là sáng quắc hết. Để cho quý anh chị coi nha. Để quý anh chị coi nội thất nè, số tự động nha. Đây nè, cái đèn gầm nè, cặp đèn gầm còn cực kỳ là sáng luôn nha quý anh chị nha. Máy nổ im ru, động cơ là xăng nha quý anh chị, động cơ xăng đời 2008, góc số thành phố Hồ Chí Minh. Xe thì đẹp, sang trọng, liền lạc, sạch sẽ, không mục mọt, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Xe này thì quý anh chị không cần phải lo là về dịch vụ taxi, đa phần là số tự động là không có ai lấy ra để chạy taxi dịch vụ đâu ha. Rất là đẹp nha, tinh tế, hoành tráng. Đó, một cái thương hiệu có camera lùi và chất xe thì miễn bàn, để Tâm sẽ chi tiết cho quý anh chị coi ha, để Tâm quay chậm rãi nha, một dòng sơ lược. Cho quý anh chị coi một dòng sơ lược ha. $245 triệu là bao công chứng, hoặc là quý anh chị em và các bạn muốn rút hồ sơ thì Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho quý anh chị và các bạn luôn nha. Hiện nay là công an thành phố Hồ Chí Minh chưa có làm ha, nên mình mua thì mình có thể ký ủy quyền, hoặc là mình từ từ hả ký, chừng nào mà công an thành phố Hồ Chí Minh làm lại thì mình hả ký ha. Nước sơn green thì cũng còn kha khá nha, cũng có bán tỉa lại cũng một số chỗ rồi, nhưng mà nước sơn green cũng còn nhiều. Thì quý anh chị coi, cái quan trọng là cái xe nó không có lỗi là ok rồi. Nó không có lỗi là nó không có bị đâm hay bị đụng hay bị ngập nước, vậy là mừng rồi không. Tuppy đồ rất là đẹp nha quý anh chị nha, tuppy đồ khá đẹp luôn, công tắc nè còn khá là mới ha. Đây tuppy nè, còn mới tinh nè. À, ốc rồi còn chấm sơn 7 màu luôn này quý anh chị thấy không. 245 triệu chốt không thương lượng nha quý anh chị coi ha. Đây nè, ốc nét nè, chưa mở chưa tháo gì hết ha, rất đẹp nha. Ứng lời nè, hoa lăng cũng đẹp nè. Đó quý anh chị thấy không, hai cái góc hoa lăng nè, cần số nè. Xe khá là đẹp, có màn hình đồ đầy đủ rồi. Odo là chạy 113.000 nha, gương chỉnh và gập điện nha quý anh chị nha. Đây gương gập điện nè, hai cái gương hoạt động rất là tốt ha.
này ít xài nha, ít xài nên nó đó, gương gặp điện rất là tốt nha quý anh chị nha. Gương gặp điện nè. Đó, anh chị em thấy không? Mấy tấm bi cửa nè, khá là đẹp ha. Đây, nội thất là cực kỳ đẹp luôn. Cái này để bỏ ra làm sao đi. Nội thất rất đẹp. Thì quý anh chị thấy không? Ốc tán nè, chưa tháo, chưa gỡ gì hết. 245 triệu cho con Captiva đời 2008. Xe cực chất nha. Đó, Tâm đang đánh qua cái dòng cao cấp là dòng đời 2010 mấy 15 16 17 18 19, nên đa phần là những xe này bây giờ Tâm nhận về là Tâm bán ra một cái cách nhanh gọn lẹ lợi ích để mình đạt chỉ tiêu. Đó, tại chỉ tiêu tháng này là đưa ra 50 chiếc mà nay là ngày thứ 16 rồi, mới bán được có 20 mấy chiếc à, không biết có liệu có đủ chỉ tiêu của tháng này không, nên Tâm cố tình là bán lợi ích một chút để bán cho nhanh đủ sản lượng của năm, để mình có một cái phấn khích, một cái sự tinh thần á, để mình cố gắng để mình đạt được cái chỉ tiêu. Khi mà con người ta mà sống mà có mục đích, mà có mục đích á, có cái trách nhiệm á, rồi có chỉ tiêu á, là mình sẽ phấn đấu với một cái tinh thần nó khác biệt. Còn mà mình cứ để tới đâu hay tới đó thì mình ít có khi nào mà đạt được những cái nguyện vọng mà mình muốn và đặt ra lắm ha. Nên Tâm lúc nào cũng đặt chỉ tiêu là tháng này phải bán được 50 xe hoặc là 40 xe hoặc là 60 xe. Nhưng mà riêng tháng này thì Tâm đặt mục tiêu là 50 xe thì chắc cũng có thể là sẽ hoàn thành được, bởi vì hiện nay là bán được 25, 26 xe rồi. Còn 14 ngày nữa, mong là quý anh chị và các bạn cứ thấy cái nào hợp lý thì chốt. Thì chắc là chỉ tiêu mình đề ra là chắc sẽ thực hiện được ha. Còn nếu không thì mình cố gắng hơn. Nguyên do vì sao mà chưa đạt được chỉ tiêu thì mình cố gắng từng ngày để mình phát triển, để mình đạt chỉ tiêu thôi chứ có gì đâu. Tại vì cái mục tiêu với lại cái chỉ tiêu đặt ra nó không có quá xa. Như tháng rồi là bán 47 xe, tháng này đặt mục tiêu 50 xe thì cũng không có gì là quá xa. Nhưng mà chắc Tâm sẽ cố gắng được. Nhưng mà cũng phải phụ thuộc và chờ vô cái sự ủng hộ của quý anh chị nữa. Chứ một mình mà có đặt mục tiêu đi chăng nữa mà không ai ủng hộ thì cũng chả làm được gì hết ha. Nên quý anh chị cứ coi, cứ hợp lý thì cứ ok chốt. Và điện thoại cho Tâm là Tâm chốt liền chứ không có e dè hay là gì hết ha. Alo ạ. Rồi. Nói tinh thần vậy đi, có gì anh điện lên em đang làm cái video cái nha. Rồi quý anh chị coi nha. Cái nội thất nè, len ken luôn, trần nỉ, trần 5D và nội thất bọc da là mới hết rồi, có màn hình, có cam lùi, vỏ dép thì mới, thắng đĩa ABS 4 bánh, keo chỉ thì đủ từ A tới Z, không một lỗ nhỏ. Thì cứ vậy thôi, là mua chốt rồi về xài thôi chứ có gì đâu mà phải lo. Xe này lúc trước là Tâm bán 27, 28, 29 không á. Đó, lúc đó là nhập vô cái giá nó cao. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái xe đó là mua xe đẹp là giá cao, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mua của anh em á, nên cái giá nó nhỉnh. Còn cái xe này là Tâm đổi ở trong dân ra, Tâm đổi xe với khách á, nên được cái giá nói chung là cũng tương đối là tốt. Được cái giá tương đối là tốt nên để lại cho quý anh chị và các bạn. Tâm ví dụ như là ốc cabo này cũng chưa ra, chưa tháo nè ha. Đó là yên tâm là xe không có lỗi, mình không có sợ nó bị làm máy hay là bị tai nạn. Đó là ốc cabo rồi còn riêng hết. Xe thì khá là đẹp nha quý anh chị nha, xương nóc nách đồ là rin hết, không có lỗi. Xe thì cũng có bắn tút là cũng khá rồi, nhưng mà nước sơn rin cũng còn. Thì quý anh chị cứ coi ha, cứ được thì ok alo cho Tâm là chốt. 245 triệu cho con Captiva đời 2008, số tự động, góc số thành phố Hồ Chí Minh. Xe thì rõ đẹp, máy thì im ru, bao là khô ren, không có rò rỉ một miếng nhớt nào hết ha quý anh chị ha. Xe này thì nó đang sử dụng máy lạnh, khi mà nó thiếu độ lạnh là bắt đầu cái rờ le của cái máy quạt nó sẽ chạy lên. Đó quý anh chị coi ha, cái máy quạt nó chạy bắt đầu nó có nghe tiếng e, nó đủ độ lạnh là tự động nó ngắt thì cái máy nó sẽ im ri luôn, không nghe một tiếng động luôn. Tâm ví dụ như cái máy quý anh chị cứ nghe nó đang chạy re re vậy đi, phải không? Nó đủ độ lạnh cái là nó ngắt cái cạch liền, nó không còn nghe một cái tiếng gì nữa hết.
nên mình rất là yên tâm khi mà mua một cái xe mà cái động cơ nó ổn định như vậy ha. Và máy lạnh rất là tốt, màn hình đồ chơi đầy đủ nè quý anh chị nghe không? Giờ cái máy nó đang ở cái trạng thái là đủ độ lạnh rồi, nó ngắt máy quạt rồi là cái máy nó im ru luôn và nó chạy rất là đều. Chạy rất là đều và rất là êm. Tâm chốt cho quý anh chị và các bạn là 245 triệu hỗ trợ rút hồ sơ gốc không? Hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Và gầm bệ thì sạch sẽ đẹp đẽ. Đó quý anh chị thấy không? Đây cái gầm này. Tâm cho quý anh chị coi ha. Cái mà ướt hồi trước là không có nhớt đâu nha. Đó là cái gì quý anh chị biết không? Cái đó là cái nước máy lạnh ha. Thùng bọng rồi thẳng băng. Gầm bệ là cực kỳ đẹp. Đó cho anh chị em mà con mình coi ha. Nước máy lạnh nha, chứ không có mà một miếng nhớt nào nhiễu đâu ha. Tâm cho anh chị em bà con mình coi nè. Đây, vỏ nè, cái vỏ xe cua còn khá là mới nha. Gầm bệ là rất đẹp ha. Bồ khô ren, không có rò một miếng hơi, miếng khói, không có đổ hơi, đổ khói gì hết. Cái xe hơi mà chạy tới nay nữa là 2008, 13 năm rồi. Không đổ hơi, không đổ khói, mới có 110.000 km à. Vậy là cũng là dạng cũng quá chuẩn rồi quý anh chị ạ, quá chuẩn rồi. Chốt cho anh chị em bà con mình là Captiva đời 2008, gốc số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, xe từ đầu tới đuôi là không lỗi. Nội thất cũng như ngoại thất đẹp keng. Máy im ru, sạch sẽ và liền lạc, máy giữa chưa chẻ. Chỉnh sửa thì có nhưng mà máy giữa chưa bung chưa tháo. Chốt cho anh chị em bà con mình luôn là 245 triệu. Anh chị em bà con mình cứ coi, ưng ok thì điện thoại cho Tâm. 0917215. 0917215512 là số điện thoại của Salon Ô tô Di Tâm em. Thì quý anh chị cứ coi đi, có gì báo em. Được có thì được thì em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc hoặc là ký giấy mua bán hoặc là ký ủy quyền cho quý anh chị và các bạn ha. Captiva số tự động đời 2008, gốc số là thành phố Hồ Chí Minh. Tâm cho quý anh chị và các bạn coi luôn nha. Đây nội thất nè. Đẹp không? Đó, cam lùi đồ đầy đủ ha. Màn hình màn hiếc nè. Nội thất lốp bi nè, khá đẹp. Quý anh chị em và các bạn coi nè. Cái màn hình báo tốc độ nè. Màn hình báo nhiệt độ nè, mới tinh luôn ha. Alo. Này, màn hình báo nhiệt độ nghe nè. Nói đi ạ. À. Không không, cứ đăng kiểm thoải mái, không được mình chịu hết nha. Ở trong đó nó có hồ sơ rồi, có cái giấy báo luôn rồi. Mình biết rồi, mình có hỏi luôn rồi, mình có hỏi bên giao thông luôn rồi. Mình có hỏi bên giao thông luôn rồi. Mà có giấy, nói chung là có hồ sơ, có biên nhận luôn rồi ha. Đúng rồi. Thì bây giờ thì anh em về trển cứ đăng ký đi. Cứ đăng ký bình thường đi, ra biển số bình thường mà. Thì chưa có rút thì mình đang rút mà. Hôm nay hay ngày mai gì là chủ xe nó sẽ đi ký giấy cho mình nè. À. Ký giấy xong rồi mới điện về dưới hỏi anh em Bến Tre là nó nói hiện nay công an tỉnh Bến Tre làm rồi, nhưng mà đi lại nó hơi bị khó khăn nên anh chờ em ít bữa nữa mà nó mở hết giãn cách rào chắn ra em lên em rút cho anh liền. Nó mới lãnh mình 1,5 triệu nè. Thì để mình gửi nó rút cho. Đúng rồi. Phải có biển số mới rút hồ sơ được. Rồi, nói sơ bộ vậy mình hiểu rồi. Mình tắt máy nha, mình đang làm cái clip quay cái xe cái ha. Đó, quý anh chị thấy không? Cái nội thất rất là đẹp. Rất là đẹp ha quý anh chị ha. Tâm xin
Kết thúc video, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Bởi vì cái lượng xe trong nhà còn khá là nhiều, hôm nay Tâm sẽ up hết lên cho quý anh chị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo nha. Tâm xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú quý anh chị và các bạn.